Hello, chào tất cả mọi người, mình là Vivi. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và đây sẽ là video thứ 23 ở trong bộ video học Forex dành cho người mới bắt đầu. Ở trong bài này thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu về một phong cách giao dịch, đó là phong cách giao dịch swing trading nhé. Đầu tiên thì phần khái niệm thì swing trading là gì? Nó sẽ là một phong cách giao dịch theo cái thời gian trung hạn, tức là tính cái thời gian nắm giữ các lệnh dài trong thời gian rất là dài, có lại từ vài ngày hoặc là đến cả tuần. Nó sẽ khác hoàn toàn so với cái phong cách là scalping nhé. Và trader theo cái phong cách swing thì sẽ được gọi là swing trader. Vậy thì swing trading nó sẽ có những đặc điểm như thế nào? Đặc điểm đầu tiên đó là cái mục tiêu của cái phương pháp này đó là chúng ta sẽ tìm kiếm lợi nhuận trên những khung thời gian lớn như là từ H1, H4 cho đến D1. Cái đặc điểm thứ hai đó là chúng ta sẽ kết hợp cả phân tích kỹ thuật lẫn phân tích cơ bản để nhằm xác định được những cái biến động và hướng đi của thị trường trong thời gian sắp tới. Đặc điểm thứ ba đó là cái tần suất lệnh và giao dịch nó cũng ít hơn so với cái phong cách là scalping. Và khi mà các bạn theo cái trường phái là swing này thì cái phương pháp giao dịch phổ biến của chúng ta đó là price action hay còn là gọi là hành động giá ấy. Và cái điểm cuối cùng đó là cái thời gian và tâm lý rất là thoải mái, các bạn không cần nhìn biểu đồ nhiều. Vậy thì cái ưu điểm và nhược điểm của cái phong cách swing trading là gì? Cái ưu điểm đầu tiên đó là các bạn sẽ không cần nhìn biểu đồ nhiều, chúng ta rất là thoải mái về thời gian và đầu óc này. Cái điểm thứ hai đó là các bạn có thể giao dịch part time được, tức là chúng ta có thể làm việc này việc nọ rồi chúng ta vẫn có thể giao dịch theo swing trading được. Và tiềm năng mang lại lợi nhuận rất là lớn. Nếu như các bạn có chiến lược giao dịch tốt và quản lý rủi ro hợp lý thì cái việc mà chúng ta có lợi nhuận ổn định là điều dễ dàng. Và cái ưu điểm cuối cùng đó là nó sẽ giúp chúng ta rèn luyện sự kiên nhẫn rất là nhiều. Tại vì chúng ta trade trên những thời gian lớn mà, nên chúng ta cần chờ đợi những yếu tố để xác thực vào lệnh này, rồi chờ đợi giá để đến TP này. Vậy thì còn nhược điểm vì sao? Nhược điểm đầu tiên mà mình muốn kể đến đó là cái vị thế giao dịch rất là rủi ro. Do các bạn giữ lệnh qua đêm hoặc là đến cuối tuần nên là chúng ta không thể nào biết được ở trong đêm có những cái biến động gì, và chúng ta cũng sẽ chịu cái phí qua đêm nữa. Cái nhược điểm thứ hai đó là lợi nhuận sẽ đến rất là chậm, nên là các bạn cần chờ đợi và sự kiên nhẫn rất là nhiều. Và cái nhược điểm thứ ba đó là đòi hỏi trader có kinh nghiệm này, các bạn cần phải có kiến thức, kinh nghiệm nhất định vì cái số lượng vào lệnh rất là ít. Nếu vào sai thì rất là khó gỡ được vốn trong thời gian ngắn. Và cái nhược điểm cuối cùng đó là rủi ro khi giữ lệnh qua đêm sẽ bị giãn spread do giao phiên và biến động mạnh do tin tức. Vậy thì cái phong cách swing trading này sẽ phù hợp với ai? Sẽ phù hợp với những người bận rộn này. Khi mà những người đấy đã có công việc chính và qua trading như là một nghề tay trái thì các bạn sẽ rất thoải mái thời gian và không cần phải canh lệnh hay là nhìn biểu đồ quá là nhiều. Mình lấy ví dụ như là các bạn làm việc trên công ty chẳng hạn thì các bạn có thể dành thời gian dậy sớm vào mỗi sáng để xem cái khung thời gian mà chúng ta vào lệnh này, rồi chúng ta sẽ vào lệnh, rồi chúng ta cứ để thôi, rồi chúng ta làm việc của chúng ta, không cần nhìn biểu đồ quá nhiều, rất là thoải mái. Vậy là qua video này mình đã cung cấp những cái thông tin về cái phong cách giao dịch là swing trading. Nếu như các bạn yêu quý và tin tưởng mình thì các bạn có thể đăng ký sẵn giao dịch ở dưới phần mô tả của video này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.